Xin chào các bạn đến với kênh Nơi Đang Có Thật. Hiện tại mình đang ở ngoài bờ ruộng của nhà nông dân chú Tư Mũi ở ấp Vinh Lợi, xã Vinh Nhuận các bạn. Đây là cánh đồng sau hè của nhà chú Tư Mũi. Và sau hè nhà của chú có một cái không gian rất là rộng, rất là thoáng các bạn. Đó là cái sân nữa các bạn. Và bên sân có một cái hội ngộ bạn đạo các bạn. Sau đây mời các bạn nghe một chú nông dân, đó là chú Bảy Lộc, sẽ đến ta một bài hát về để mái tóc ngày thương tăng cổ giao duyên. Tăng cổ giao duyên. Đây các bạn, đây là những nông dân của Lộc Trời, những nông dân Lộc Trời xã Vinh Nhuận các bạn. Cái cảnh này nhìn rất là đẹp các bạn. Lỡ xa vào đôi mắt em, chỉ đang xa tóc ngồi đi miền, thăm ngược những nào đâu. Áo đỏ là anh Dũng nha. Áo trắng đỏ nè. Chú hay chú Bảy Lộc là một nông dân, nói chung là cũng là một cái cây ca cổ các bạn, một cây ca cổ ở xã Vinh Nhuận. Đây là những nông dân, đây là ngồi đứng ăn ngồi áo trắng các bạn, đó là chú Tư Mũi ha, là cái ruộng của ảnh các bạn. Đây, nhìn rất đẹp ha, nhìn ra ruộng rất là đẹp. Ủa, tôi hỏi ông gì ông hiểu rồi, vụ này không có thắng hả? Nhà anh chắc ngày em bởi một bờ dầu đào thơ bốn mùa phơi nắng gió. Và có những quàng hôn anh ngồi trên ghép cho nhìn trộm sang em đang phơi tóc vuông vỗ tay rào quá dữ rồi. Xin chào các bạn, chú Bảy Lộc xã Vinh Nhuận từng đoạt giải bông lúa vàng nha các bạn. Nhìn chú ca biểu diễn rất dữ. Ở ngoài nhìn nhìn cái phong cảnh ở xã Vinh Nhuận mà bà con nông dân nhậu nhìn rất đẹp các bạn. Cặp sau lưng mấy anh em mấy bà con, đây là cái đồng ruộng các bạn. Vô anh. Dạ. Quá hay à chú Bảy ơi. Chú Bảy này nổi tiếng luôn à. Phải nói là các bạn nào mà về miền Tây các bạn, các bạn có làm một cái lĩnh vực nào mà các bạn liên quan đến người nông dân á, ở miền Tây này các bạn mới thấy được cái bức tranh hùng vĩ đồng ruộng cây trái các bạn. Nhìn cái cảnh rất là đẹp. Hôm nay các bạn cũng là và cũng không ngoài lệ các bạn. Hôm nay các bạn thấy tôi quay cái cảnh này là rất là đẹp. Vừa ruộng mà vừa có một cái khuôn viên mà vừa có bà con nông dân nhậu rất là hữu tình các bạn ơi. Có một số bà con nói là nhậu kiểu này dễ biết nào mà say, vừa nhậu vừa ngắm cảnh luôn, mà vừa nghe ba chú bảy Lộc ca những cái bài tăng cổ rất là hay các bạn. Quá dữ rồi. Trước khi vào đàn thì tao phải quay cảnh đồng của lúa mênh mông.
đồng lúa nhìn nhận các bạn, cò bay thẳng cánh qua huyện, tiếng hát của đây các bạn, đây là chỗ chú Tư Mũi, chú Tư Mũi đang biểu diễn, chú Tư Mũi đang biểu diễn một cái quyền cước, không biết quyền này quyền gì các bạn, mình cũng không biết luôn. Giống như là chú Tư Mũi là chú minh họa theo giọng hát của chú Bảy Lộc, thông qua bài hát này về đâu mái tóc người thương hả các bạn. Mình không biết là hôm nay là chú Tư Mũi rồi, đây là cái điệu nhảy hay là cái điệu múa võ cổ truyền các bạn, mình cũng không biết. Thì chú Bảy đang xuống cái sông của mình. Biển là trời mùa trăng sao đó em không còn ở lại vườn xưa, bờ dẫu xưa vườn đã qua cầu và những hoàng hôn anh ngồi trên xuống chỉ còn lại giấc mơ dịu dịu trong vỗ tay quá dữ. Mình có nhậu ở đồng ruộng sau hè này mới vui các bạn, mình mới thấy được cái quang cảnh đẹp của người nông dân. Các bạn thấy không, có khu bờ đất trống mà người nông dân người ta không trồng ruộng mà để một cái không gian các bạn, để một không gian gì đó, có thể là anh em chưa bà con nông dân mình tụ họp về đây nhậu ở dưới gốc xài các bạn. Dưới gốc cây xài này rất là mát, bà con nói vui như thế này là mình nhậu á, mình nhậu đến khi nào mà trời nắng thì thôi mình nghỉ, nhưng mà các bạn thấy đã nhậu dưới gốc xài mà lúc này thời tiết cũng như là mặt trời xế chiều rồi, mà càng xế chiều càng mát các bạn, không bao giờ nắng nha, cho nên bà con nói vui vậy thôi. Bà con thấy đồng ruộng mênh mông các bạn, rất đẹp. Cái cảnh như thế này mà ở bên Lộc Trời thường thường tổ chức như thế này mà gọi là hội thảo đầu bờ các bạn. Sau khi chúng bên Lộc Trời hội thảo xong là sẽ ở đâu đó cũng tụ họp một số bà con thân cận để mà mình tổ chức một cái giao ly nhẹ các bạn, thông qua cái dưới gốc cây xài bụi chuối sau nhà các bạn, kế bên đó là những đồng ruộng, những cây lúa của bà con thực tế trồng đến thời điểm này các bạn. Để các bạn thấy cái bức cảnh của quê hương cũng đẹp các bạn. Thì sau lưng của bà con nông dân giao ly hôm nay đó là những cái cây lúa rất xanh và những cây dừa rất là đẹp. Quá dữ rồi chú Bảy ơi. Thiệt. Quá dữ rồi. Chú Bảy là sắp tới là nổi tiếng rồi trên mạng luôn đó. Sắp tới mà anh em nào mà muốn mời chú Bảy Lộc ở xã Nhận về mà giao lưu á thì các anh em cứ đến tìm ở xã Nhận để tìm gặp chú Bảy rồi ký hợp đồng luôn. Ký hợp đồng live show cho các công ty lớn, cho các chương trình lớn luôn các bạn. Không làm đâu. Rồi tới AK rồi, tới chú Tư tới kìa. Đúng rồi, chủ nhà phải làm chủ nhà là phải làm trước cho người ta. Đúng rồi. Không cốc cốc có. Dạ vô chú Bảy. Khoan lại có thử để trong tiếp xúc những người quen bên trong gì đó. Đúng rồi, đâu còn thiếu ai ở đây nữa đâu, cho nên hình ảnh này là có trên mạng hết. Dạ. Cảm ơn chú Bảy.
quá yên quá. Ủa năm mới nó hết dung lượng vậy đã, đừng năm nay chú xong ba mà chú đâu xó. Số kìa. Mày đăng ký đi, mày mạo dạ tao đi theo á. Đi đoàn có lương cắt cơm chứ. Bảy không lấy nhậu đâu. Mày lấy 200 ngàn. Anh hỏi em nè. Mày lấy mà làm gì là làm tao qua cái đuốc không? Qua cái đuốc. Anh Dũng nói chú Bảy qua cái đuốc. Bây giờ là có cái ông chú Bảy nói gì anh không trả lời. Về mua đây bên đồng bằng. Đây giọng ca của chủ nhà. Ôi cái này là ca ca sĩ hả? Cái này là ca ca sĩ. Rồi cái chắc mình sẽ kết thúc cái video clip này tại đây. Nếu các bạn nào mà thích kênh của mình hãy bấm chữ đăng ký vào trong cái chuông ha bạn. Bấm một like cho mình xin mời chân cảm ơn. Để các bạn có thể nhận được cái nhiều cái đoạn clip mới ý nghĩa và phong cảnh đẹp hơn các bạn. Rồi xin chào các bạn và ta hẹn gặp lại các bạn trong một cái video clip mới nhất. Xin chào và tạm biệt các bạn.